Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ không thể vì sợ sai mà không làm gì. Pháp luật online, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên nói, cán bộ sợ dính líu đến vi phạm là nỗi sợ chính đáng, nhưng nghĩ đến mức sợ, sợ rồi không làm gì thì không nên. Sáng mùng 4 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 20 mở rộng. Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến, đóng góp để tạo sự chuyển biến nhanh cho kinh tế thành phố trong thời gian tới. Bình tĩnh xem xét nguyên nhân, kết luận hội nghị, Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên điểm lại trong quý 1/2023. Bên cạnh những mặt làm được thì vẫn còn không ít tồn tại, yếu kém. Trong đó, có những việc thành phố đã chỉ đạo, đặt vào trọng tâm như đầu tư công, một số dự án lớn vẫn chưa đạt tiến độ như yêu cầu đề ra. Cần sớm đánh giá bản chất vấn đề, tìm nguyên nhân để tháo gỡ, đẩy tiến độ thực hiện, Bí thư yêu cầu. Ông cũng nhìn nhận việc giải quyết vấn đề của người dân, doanh nghiệp còn chậm, nhiều vướng mắc và tồn động. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số có những bước tiến nhưng cũng còn nhiều vấn đề. Về chỉ tiêu tăng trưởng GDP trong quý 1 thấp, Bí thư nói có ý kiến cho rằng một phần nguyên nhân là do tổ chức thực hiện, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong công tác phối hợp hành động. Một quý chưa nói hết được tất cả nhưng không phải là không phản ánh được gì. Thành phố đã có những quyết tâm, nỗ lực nhưng kết quả phản ánh thực tế rất rõ. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, phải làm thế nào để những quý còn lại có thể hoàn thành được mục tiêu? Bí thư đưa vấn đề và gợi mở một số điểm trọng tâm cần tập trung thực hiện để kéo đà tăng trưởng kinh tế thành phố quay trở lại. Phải bình tĩnh, xem xét thấu đáo toàn diện để đi tìm bản chất của từng nhóm vấn đề và có giải pháp, ông nên định hướng. Ông phân tích, Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương có độ mở rất cao so với những địa phương khác nên tác động của kinh tế thế giới cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến thành phố. Trong số những chỉ tiêu đề ra, có những cái phụ thuộc vào thị trường bên ngoài. Điều này khó có thể xoay chuyển chỉ với mong muốn chủ quan. Chúng ta không đổ lỗi nhưng nếu không nhìn thấy rõ thì sẽ không có giải pháp thích ứng phù hợp. Nếu chỉ nhìn vấn đề ở góc độ nào đó thì sẽ dễ bị rối. Nếu chỉ dừng ở cái tầm với sự quan tâm trước mắt, không nghĩ đến dài hạn cũng không ổn. Nếu chỉ tập trung vào yếu tố thường xuyên thay đổi, bất định, phức tạp từ bên ngoài mà cũng không đủ sức kiểm soát rủi ro thì khó xoay sở, Bí thư chia sẻ. Từ đó, ông yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra còn phù hợp với thực tiễn, đồng thời đưa ra những giải pháp lâu dài về sau. Về vấn đề cụ thể, ông Nên nói phải tập trung tăng tỷ lệ giải ngân đầu công, giải quyết những vụ việc còn tồn động, tháo gỡ những vụ việc có liên quan đến dự án bất động sản trên địa bàn thành phố, tiếp tục nghiên cứu thị trường nội địa. Thành phố Hồ Chí Minh có trên 10 triệu dân, cần tính toán để khai thác được thị trường nội địa này, phải lớn sang cả thị trường các vùng lân cận chứ không chỉ gói gọn ở thành phố. Ngoài ra, tập trung triển khai các dự án trọng điểm trong kế hoạch. Hội đồng Nhân dân tiếp tục giám sát xem hướng chỗ nào có lãnh đạo, chỉ đạo để thành ủy cùng các cơ quan triển khai tháo gỡ. Chính quyền thành phố phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số gắn với hoạt động thi đua khen thưởng, có chính sách thu nhập tăng thêm gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính. Không thể sợ sai rồi né tránh, không dám làm. Một trong những việc quan trọng mà Bí thư Nguyễn Văn Nên giao là thành phố phải tiếp tục triển khai nội dung kết luận 14 của Bộ Chính trị về bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm. Theo ông, Thành phố Hồ Chí Minh vốn là mảnh đất của sự năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm nhưng gần đây đang thiếu sự xé rào. Ai cũng có sẵn tiềm năng, khát vọng cống hiến thì lãnh đạo thành phố phải tìm cách khơi dậy được khát vọng đó, tạo ra những sáng tạo làm nên hiệu quả cho lợi ích chung. Bí thư nói và yêu cầu chính quyền thành phố tiếp tục thực hiện việc khuyến khích cán bộ theo phạm vi thẩm quyền. Nói sâu thêm ý kiến cho rằng có sự e dè, tránh né của một bộ phận cán bộ công chức. Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh cán bộ là then chốt của then chốt, dám nghĩ dám làm không ở đâu xa. Trước mắt, hãy nghĩ về vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, công chức, viên chức, nghĩ về danh dự, bổn phận của mình, trước đảng và bổn phận của người lãnh đạo. Dám nghĩ, dám làm trước hết là làm tốt phận sự được giao, làm những gì phải làm, những gì cần làm theo quy định. Còn nếu vì e ngại mà né tránh, hoặc không dám làm những việc mình phải làm thì có xứng đáng không? Bí thư đặt vấn đề. Cũng theo ông Nên, sai lầm trong công việc là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng ta sợ dính líu đến vi phạm hay sợ bị liên lụy do người khác vi phạm. Đó là nỗi sợ chính đáng. Tuy nhiên nghĩ đến mức sợ, sợ rồi không làm gì thì không nên, Bí thư chia sẻ thêm. Để khuyến khích cán bộ, Bí thư nói bản thân ông sẵn sàng chịu trách nhiệm để cán bộ cấp dưới làm nhưng phải vì lợi ích chung chứ không chấp nhận vụ lợi cho cá nhân. Ông nhấn mạnh, Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đều sẵn sàng để bảo vệ những cán bộ dám xé rào vì lợi ích chung. Theo ông, cán bộ phải đúng vai, thuộc bài, làm đúng vai trò của mình. Cái gì trong thẩm quyền thì giải quyết, có băn khoăn thì báo cáo, vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp trên. Ông nhắc nhở, người lãnh đạo cũng phải trả lời dứt khoát được hay không chứ không ngâm những ý tưởng xé rào trên bàn.
Bí thư Thành ủy thành phố nhấn mạnh, không thể lãng phí cơ hội chỉ vì sự vòng vo và vì sợ. Có sợ gì thì báo cáo Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Việc nào quá sức của mình thì phải báo cáo cấp trên, cảm giác có vấn đề thì phải báo cáo rõ. Chúng ta ngại cũng có lý nhưng không phải ngại rồi để đó, Bí thư chia sẻ. Thành phố Hồ Chí Minh làm gì để cải thiện tình hình? Để quyết tâm tạo chuyển biến trong quý 2, Bí thư yêu cầu hành động ngay để cải thiện những chỉ số còn thấp. Đó là trách nhiệm của Ban Thường vụ, Thành ủy viên cấp ủy các cấp và người đứng đầu các cấp. Không có thứ Bảy, Chủ nhật, dù ngày nào giờ nào cũng phải phân công của người trực để giải quyết công việc. Còn trên các công trường, trên các dự án cũng phải đảm bảo làm việc xuyên suốt để đúng tiến độ. Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, ông yêu cầu từng người bổ sung chương trình hành động, bám sát nhiệm vụ được giao ngay những vấn đề trọng tâm, không nói chung chung. Việc kiểm tra, đánh giá cán bộ cũng dựa trên công việc cụ thể. Người đứng đầu quận, huyện và sở, ngành thành phố cùng chung tay để thực hiện việc giải phóng mặt bằng với các dự án trọng điểm, cùng tháo gỡ khó khăn, bám sát nhiệm vụ đã được phân công. Đồng thời, phải tập trung đến công tác đầu tư công, giải quyết vụ việc mà người dân và doanh nghiệp đang chờ đợi. Các sở, ngành thành phố phải phối hợp chặt chẽ hơn trong việc giải quyết công việc. Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm toàn bộ những kế hoạch có liên quan trong công tác điều hành. Tùy theo việc, tùy theo dự án, tùy theo công trình cụ thể mà tổ chức tổ công tác đặc biệt để kiểm tra, giám sát và đôn đốc, nhắc nhở. Tổ chức giao ban hàng tuần, thậm chí hàng ngày để có thông tin theo dõi tiến độ, báo cáo kịp thời về trực thành ủy, văn phòng thành ủy để có chỉ đạo kiểm tra, giám sát. Cuối cùng, các cơ quan giám sát, các cơ quan kiểm tra, thanh tra căn cứ vào nhiệm vụ và có kế hoạch phù hợp. Các cơ quan này phải hoạt động theo phương châm hạn chế tối đa những ảnh hưởng, phương thức, hãy làm việc có trách nhiệm. Không phải sử dụng quyền lực một cách thái quá để làm ảnh hưởng đến cơ quan, phải đặt mình là cơ quan bị kiểm tra, giám sát để đi kiểm tra, giám sát, Bí thư cho hay. Thành phố Hồ Chí Minh cần làm gì để kinh tế thoát khỏi tình trạng suy giảm vị trí hiện nay? Mùng 4 tháng 4 năm 2023, phát luật online trong quý 2 năm 2023. Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu nâng tỷ lệ giải ngân lên 35% và tập trung hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển thị trường, tiếp cận nguồn vốn,